Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Gái Bản của mình. Sau khoảng cái thời gian cũng khá là lâu rồi, nhà A Thò đã chuẩn bị xong hết vật liệu và hẹn hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần để làm cái công trình nhà A Thò cho xong. Thì mình đi đến nửa đường rồi, các bạn nhìn này, đổ một cơn mưa khá là to, không đi được rồi. Bây giờ phải vào nhà dân trú rồi, không biết là tình hình hôm nay là có thể là quay cho các bạn cũng biết được không ấy. Bây giờ chúng ta cũng chờ đợi thôi, cho khoảng một tiếng nữa xem là có ngớt không để mình vào tiếp tục đi vào trong đấy. Mà đường ở trong đấy thì các bạn biết rồi đấy, đi rất là khó khăn, vất vả và nguy hiểm lắm. Nếu mà trời mưa như này, trơn nguy hiểm. Nên là phải chờ đợi một chút nữa xem thế nào. Xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video về nhà A Thò hôm nay nhé. Đấy, trời mưa xong đi cảnh đẹp chưa? Mây núi hùng vĩ chưa? Cực kỳ đẹp luôn, bên dưới này là bản làng. Đây là đường đi một đoạn nữa là sắp hết bê tông. Hết bê tông là đi bằng đường đất, không biết hôm nay có vào được đi được không nhá. Vì đường nó rất là trơn, khó khăn đấy. Đây, hiện tại mình đã đến nhà của A Thò rồi các bạn ạ. Các bạn nhìn đường này, thật sự là một cái quá trình đường rất là gian nan vất vả. Mà từ bên ngoài đường to bê tông đi vào đây, nhiều đoạn mình không thể rút máy ra quay được, sắp ngã mấy lần đấy. Đường nó trơn quá, ì ạch mãi ở cái đoạn dốc kia, may mà lên được. Đây, vào đến nhà A Thò rồi, không biết là mọi người làm đến đâu rồi. Thấy có tiếng người đông phết rồi đấy. Ui, nhanh thế cửa hả? Chào nhá. Khỏe nhá. Mưa thế vẫn làm ác thế nhở. Chào nhá. Vâng. Đấy. Mưa thế này thằng Thò nó bảo mua, làm thì vẫn phải vào thôi. Đông phết nhỉ. Thôi, rau đây nhá. Xin chào mọi người nhá. Đông như kiểu là kín hết cả nhà rồi. Cái này là cái gì đấy hả Thò? Cái này là cái gì đấy? Cái áo của con nhỏ chùm ở đây á? Theo lý người Mông à? Sao không để bé bé để to đấy? À, sau này còn đẻ nữa hay gì? Nhưng mà cái này là cái giường làm qua trên này đúng không? Vâng. Chỗ này mưa vào à? Chỗ này mưa vào à? Khiếp nhỉ, đội quân hôm nay mạnh nhỉ. Người kín hết nhà luôn. Đây, hôm qua. Thôi, hôm qua làm cơ bản được cái bếp rồi đúng không? Tí lợp là xong thôi đúng không? Ừ. Xong rồi. À, sáng nay đã lợp rồi à? Xong rồi mưa xuống à? Hả? Nhiều thế cơ á? Trái nhà này nó rộng nhỉ, hôm trước lấy 20 tấm thì anh mong là sợ nó không đủ, không biết là tí có đủ không ấy. Cái này nó làm chắc chắn lắm, Thò nó làm, công nhận nó làm cái gì cũng chắc chắn nhá. Từ cái vách là nó cũng chuyển đổi từ vách tôn sang vách gỗ này, cột kèo xà tất cả các thứ là nó chuẩn bị rất là, thằng em này nó chuẩn bị kỹ lưỡng lắm. Này, cột chắc lắm. Cột này cột táu. Nền nhà thì vật liệu thì như các bạn biết đấy, sỏi thì rải dưới, xi măng láng trên, làm rất là chắc chắn luôn. Cái hè này dọn luôn đây này Thò này. Cái hè ấy, thôi bảo mấy đứa nó dọn cái bao xi măng làm luôn cả cái hè ấy, cho nó sạch cái hiên ngoài ấy. Mấy bạn lại làm cái trái này đó. Xi măng cát sỏi thoải mái mà. Thiếu á? Không thiếu. À ừ. Nói chung là cứ làm trong ngày trước. Đây, theo lý của người Mông là vẫn phải có một cái bếp ở nhà.
Cái này có đun đâu làm to thế hả Hải? Ủa chứ lúc mà làm lý làm cúng thì phải đun nhá. Vâng. Thế nhưng mà mình có đun thường xuyên đâu. Làm bé bé đó quá. To bằng nửa cái giường thế này. Có to một tí để lúc mà nhờ em làm dụng là những gì để làm. Có hay biết làm điều. Ủa là nói nữa nè. Nay nhờ được đội quân mạnh phết đấy nhỉ, đông. Đông đúc. Thế này là mai sau là vẫn phải có một cái giường ở đây đúng theo phong tục đúng không? Đúng. Ông thầy ông chôn một cái bát vào đây à? Vâng, chôn cái bát vào đây. Thế là mai sau mình đun ở bếp kia là chính thôi đúng không? Cái này làm phụ thôi đúng không? Cát đẹp nhá. Cát này chắc lắm nhá. Vàng ươm này. Chắc khó mua. Đấy. Xếp xi măng ra chỗ thằng thò này này. Chỗ cái đặt hai cái cây này vào này. Hú, cái gì mà hê? Hả? Này này này, vứt cái xe rùa lên đi. Ui, bên này ruộng bậc thang lúa sắp chín rồi này. Ê, ôi. Mẹ. Kìa các bạn kìa, ruộng bậc thang sắp chín rồi kìa. Đẹp chưa? Này nó còn xanh nhá, mấy hôm nữa nó vàng ra xong bắt đầu nó phản với cái núi ấy. À rừng ấy. Rừng xanh ấy. Xong là có những cái đốm lúa vàng đẹp lắm. Cực kỳ luôn. Đấy, từ cái thời điểm mà không biết là các bạn còn nhớ những cái video đầu tiên mình cùng A Chư đi lấy cái cây về để làm cái bếp ấy, lên cái chỗ khu vực kia. Thì qua những cái đám ruộng đấy là nó vẫn còn cày bừa ấy, mà bây giờ nó đã chín vàng rồi. Nhanh thật đấy. Có khoảng độ hơn 2 tháng thôi. Cái này lán của mình đấy à? Thế làm cô vợ thôi nhỉ. Làm cô vợ vào đây ở thôi. Không biết các bạn còn nhớ những cái video đấy không? Mà mình còn đi cả Chư lên trên cái đỉnh kia để lấy cái cây phong lan đấy. Trên đấy. Nổi không? Xem nào, hai cô gái bản đấy thế nào. Ý ạ. Ý, bó bê à. Đội này khỏe lắm. Học lớp 8, lớp 9 thôi. Khỏe. Cu kia. Đấy, khiêng mấy cái bao xi kia ra nha. Xong là anh bảo này, kiếm mấy cái mảnh gỗ này này ghép, đóng nó thẳng từ đây ra bên cái hiên kia. Nốt đi, nốt đi, hết đi. Hai bao nữa. Dạ, đừng quên. Mình lấy con, quên, chú Mỹ con nữa. Chú bố dạng mấy cô chị. Chú bố dạng mấy cô chị đều. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sỏi này hết à, thôi. Sỏi còn không? Ờ, bảo mấy đứa này đưa nó đi lấy về đi. Hả? Dày á? Không dày đâu. Đây này, chỗ này dày thôi chứ còn chỗ kia không bình thường. Gạt ra đầm xuống. Không ấy đâu, chỗ này không dày đâu anh ơi. Không dày đâu. Cái này là còn chưa đầm đấy. Đúng ra bảo anh em nó đầm xuống thì nó mới chắc được. Không dày đâu. Bên trong giọt ranh nhá, không là lấy mưa vào đấy. Vuông. Bên thò ép vào một tí. Bên thò ấy. Đấy. Rồi. Ok. Đấy, căng dây từ cái chỗ này lại đằng bếp này. Thò ép vào nữa đúng không? Bên anh như kiểu to hơn đấy chứ, phải không? À, bên này to hơn đúng không? Đúng rồi, đúng bài rồi đấy. Chắc đi thợ xây về rồi. Nhưng mà cọc to quá, không cần tọc to đâu mà. Bổn đôi ra. Vào vừa thôi, ra một tí. Vừa rồi. Vào đi. Đấy, nó tầm đấy đấy. Bẻ đầu anh Măng kia vào một tí. Để bẻ đầu. Kiểu cái tay kia nó. Đấy, đúng rồi. Chuẩn rồi đấy, đúng đấy. Chốt như này đi. Mày cứ buộc cái dây vào đấy để tí nó ghép cốt pha đúng theo cái dây đấy là đẹp luôn. Buộc cái dây vào cọc ấy. Đấy, chị em là gùi cát ở tận trên nhà khu ở trên này. À, nhà bố mẹ khu ấy. À, gùi sỏi quên. Đổ trong này trước, đang đổ trong này mà. Ê, trong này. Đổ trong này. Đấy, giải hết ra. Lấy nhanh nhá, để anh em làm nhá. Tí nữa cái bếp này phải đắp lại đi, không là to lắm anh Măng ạ. To nó chiếm hết ra nhà rồi. Tí nữa mình làm xong tí mình phải đắp lại một lần nữa cho nó bé vào. À, thôi. Mua đồ ăn gì chưa? Gà qué gì chưa? Thì tí bảo vợ anh đưa tiền cho đi mua cái gì về mà ấy nhá. Tí ăn trưa xong. À, tức là ăn trưa ăn tạm à? Tối mới ăn chính hay gì? À. Chơi ra bên này luôn anh ạ. À, bên bếp này vẫn còn một chỗ này. Anh ghép luôn chỗ bên này này, bên này. Đằng này. Ờ, đằng này. Đằng này nốt. Đấy, xúc ra đi. Được rồi đấy. Xúc ra gạt là được rồi đấy. Nhão thế thì nó mới gạt dễ. Vào đi anh Măng ơi. Vừa vào gạt đi.
Vợ thằng ấy nấu chưa? Nấu cơm chưa? Nấu cơm chưa? Có cái gì ăn nữa không? Anh đưa tiền cho nó đi mua gì về mà nấu cơm đi. 11 giờ hơn rồi. Thằng Thò nó bảo tối mới ăn chính thì trưa nay có cái gì tạm tạm thì đi mua. Cá mắm, cá miếc hay là gà đông lạnh thì lại huyền thoại, món huyền thoại đấy thôi. Mua cái nhá. Để trưa nay ăn tạm thì mua cái gì tạm thôi. Để chiều mua gà, mua vịt thì mời anh em nhé. 500 đấy. Cối này nữa thì mình nghỉ trưa được rồi quá. Nay mát nhỉ, nay chắc là muộn đúng không? Mưa này. À mùa đang chăn dê một mình một con. Mày phải đi chăn đấy cơ à? Phải đi dắt đấy cơ à? Con trâu đâu rồi? Trâu đâu rồi? Trâu khua đâu rồi? Chăn rồi, dắt vào núi ra. Cảnh ở đây đẹp thật đấy nhỉ. Thì đưa luôn đi xin hay là đi mua đàng hoàng xin cái gì? Ở đây. Cứ đi lấy đi xem là bao nhiêu tiền tí về em đưa. Phải nhờ anh Măng đi mua hộ mấy con chuột các bạn ạ. Lúc nãy thấy một thanh niên vừa đi bẫy trên rừng về. Hả? Ông già. Bảo nó làm cẩn thận nhá, sấy xiếc cho em chiều em mới mang về nhá. Bao nhiêu tiền tí em gửi? Con mấy chục cơ mà. Mình vào bản này mình chỉ thích ăn những cái đồ ẩm thực ở trong bản này thôi. Chuột này, sóc này, các thứ ấy. Mọi người hay đi đánh về thì mình thi thoảng mình mua về cho gia đình. Thật ra là ở trên này người ta ăn cũng quen chán rồi. Nhưng mà người ở miền dưới ấy thì cũng ít được ăn. Nói thật là từ bé mình, cái thời điểm còn nhỏ nhỏ ấy, thì bố hay đánh hay là các thứ còn được ăn. Chứ đến bây giờ mấy chục năm rồi chứ, lâu lắm không thấy cái hương vị đấy. Vào bản này mới thấy, mới mua được ấy. Nhiều chuột, ngon. Thò hay đi đánh bẫy ở đâu? Chuột ở đâu? Khe chuối kia. Mày có hay đi lấy được chuối không? À có đi lấy chuối được không? Bán cho anh. Lấy được không? À chứ cũng hay đi lấy vết đây. Trên này có nhiều mà. Cái chuối chuối hột ấy. Ừ, chỗ kia cũng có nhiều kìa. Hôm nào đi lấy trở ra cho anh nhá. Anh đang làm bán cái đấy. Chuối rừng, chuối hột rừng ấy. Cái quả nào phải ra cơ. Đừng lấy quả non, nên non anh không lấy ra đấy mất công ấy. Đây cái bếp của A Thò rộng bằng chắc phải bằng gần một nửa cái nhà quá. Bếp rất là rộng luôn các bạn. Thành hai cái bếp đun. Trong nhà một cái, ngoài là một cái. À măng xoa kỹ đi anh ạ. Nhiều nốt đó. Đấy. Nốt đốt đấy quét mai sau khó lắm nhá. Cái này nó mà sỏi này nhiều dày quá thì kiểu cái này nó mỏng ấy. Ừ. Khó xoa ấy. Ừ. Xoa cái xoa mạnh là nó hở phát. Xoa mạnh là nó hở đấy. Ừ. Nhà Thò hôm nay là có khoảng láng cái nền có khoảng 4-5 cái lý gì đấy nhé. Yeah. Cái bếp ở trong nhà là theo lý người Mông là vẫn phải để một cái này. Cái thứ hai, cái xô kia là cái gì anh Măng? Nó gọi là cái gì? Ờ? Nhà cái bếp to hay là có chậu to ấy. Cái chậu to á? Là để một, tức là để một cái lỗ ở đấy à? Không là cứng thì nhổ ra. Cứng thì nhổ ra nhưng mà nó vẫn có lỗ ở đấy chứ đúng không?
Đây. Ở dưới này có cái gì anh? Cái bát của người người à, người người thầy người ta cúng ở đấy rồi cái gì? Không cúng thì không cho giải nên. À, không cúng thì không cho giải. Đấy, xong lại tiếp tục ở bên này là cái áo chôn áo trẻ con à? À. Tức là đẻ được đứa nào là cái cắt cái rau của cái đứa con đấy chôn xuống đấy. Ây giả thế cơ à? À. Xong này nó chết nó đi nó mới có chứ. À, tức là sau khi này mà nó chết thì nó đi nó mới có cái áo này đi theo. Đúng không? Có phải nhà nào cũng làm thế không hay là ở trên này thôi? À, nhà nào cũng thế à? À, theo lý người Mông. Thế ví dụ nhà xây thì làm kiểu gì? Nhà xây thì cũng chứ là cái nhà xây đấy là người ta ví dụ hay là cái nhà thì cái nhà xây là chỉ nhà ăn chơi thôi. Mà cái nhà ấy mà nhà đứng đúng nhà chủ thì người ta cũng để vẫn phải để một lỗ đấy. Để lỗ. Nhưng mà cũng tùy theo nhà thôi. Thật ra là nhiều cái mình bỏ được thì bỏ bớt định được nhỉ. Yeah. Thôi tùy theo nhà. À. Nhưng mà sợ thế nhỉ? Nhiên chôn cái vậy gì đi ở giữa nhà nhìn kinh chết này. Đây là cái chỗ nhà một số là chỗ nhà. Không phải nhưng mà phong tục tập quán thì không thể bỏ được, bỏ các cụ ấy chửi cho phải không? Khổ thế. Nói thật là mỗi dân tộc nó có một cái phong tục tập quán riêng. Nhưng mà người Mông là nhiều cái lý. Nhiều lý hơn so với các dân tộc khác. Thật ra thì nhiều bạn bảo là tại sao là phải bỏ một phần thôi. Nhiều bạn thì cũng bảo là tại sao là không bỏ các cái hủ tục cũ đi, nhưng mà nói thật là nó cũng khó. Bây giờ dân tộc mình mà các cụ vẫn còn sống như thế mà tự nhiên bây giờ bỏ đi nó bỏ bớt thì được, chứ còn bỏ nhiều quá thì kiểu gì dính anh em hàng xóm rồi là cô chú anh chị chửi bới cho thì khó lắm. Nói chung là nói thì dễ nhưng mà để mà làm được mới là khó. Nhưng mà dần dần thì chắc chắn nó sẽ bỏ bớt đi các thủ tục. Như cái thời các cụ các anh ấy còn nhiều nữa đúng không? Cúng bái cái gì cúng. Này trời hôm nay rất là âm u các bạn ạ. Chỉ sợ nó mưa về như lúc sáng nay thì biết khắc phục kiểu gì, chắc là phải răng bạt thôi, nhưng mà nó nắng được 1-2 tiếng thì đẹp quá. Hết bữa, buổi trưa rồi. Bếp được một phần nhiều rồi. Còn phía bên trong nhà thì cũng gần xong rồi. Đấy, láng nốt chỗ này là ăn cơm thôi. Cơm chiều làm tiếp. Đấy, làm nốt cho nó một tí nữa là nó đủ cái ấy này đi là được. Cái bếp ấy, sửa lại bếp luôn. Bếp mới to quá, làm vừa thôi, được bé thôi. Ngon nghẻ chưa? Xong là nghỉ ăn cơm thôi, chiều làm tiếp. Rộng phết thật đấy. Công nhận làm được cái nền, sao nhìn cái nhà nó như kiểu nó rộng ra ấy nhỉ? Sạch sẽ hơn hẳn luôn. Nó bằng nó bằng nhờ. Nhìn nó đẹp hẳn luôn. Đi, cơm đi. Hả? Thế thì không, à thế thì thôi không ngủ giường nữa. Cho nó thoáng. Đây, lên nhà của mẹ cua thì ăn cơm đi các bạn ạ. Xem nào. Một con thì này, mang cho bố. Một con không bỏ. Ăn rồi à? Ừ, ăn đi. Cơm đi, nó mó. Mó nha. Ăn món gì đấy, thịt gà đông lạnh à? Vẫn món huyền thoại à? Vâng. Nay có tí rau mua ở ngoài kia vào, còn có tí rau ấy nhỉ. Mà hôm còn măng ớt không ấy.
Úi dồi ôi. Cái gì, cái nồi gì kia thỏ? Cám lợn. Thỏ còn đây có nhiều lợn không? Hết. Hết à? Chả. Dịch hết à? Ừ. Bây giờ thử qua lại nha. Đấy. Rượu uống một bát. Anh không uống được đâu, đừng rót nhá. Không uống được, đang kiêng rượu. Chén nhỏ thôi. Bát này cho nó giá trị. À măng. Anh có cơm không cho em xin bát. Vâng. Vợ năng đấy. Được không, một chén không mời Phú Tàu. Sắp có cơm nương rồi đấy nhỉ. Sắp gạo nương. Đủ nhau bao. Thật, không bỏ. Uống một phát một bát thôi. Phát một bát đúng là kiểu chai rừng đấy. Bát một anh không uống à? Măng không uống à? À, em không, em đang kiêng. Đang đang uống thuốc. Uống đi, uống được cứ uống thôi, thoải mái thôi. Vâng vâng, mời anh nhá. Mời các anh nhá, mời cô nhá. Mời cơm nhá. Mời anh. Em làm bát cơm. Đây, cơm đây. Đấy, để anh đây. Ăn như nào tự lấy. Vâng, ăn nào tự lấy. Ui dồi ôi, sáng nay vội quá không ăn sáng. Đi là gặp trời mưa nhá. Càng vội là càng vội càng đen cơ. Đi đến nửa đường. Không ăn được cơ mà. Lúc mưa anh đang ở hàng tàu. Đây, các bạn, cho các bạn chứng kiến một cái em nhỏ hơn 2 tuổi nhá. Hơn 2 tuổi, con của anh Măng. Cái ăn dâu ăn được à, ăn được đũa rồi mà con nhà mình cũng hơn 2 tuổi thôi. Ở dưới kia mà thìa chưa biết cầm ấy. Chắc chắn là nhiều hoàn cảnh giống mình thôi nhưng mà rồi cách rèn luyện hay đấy. Hơn 2 tuổi biết dùng đũa dùng bát tự ăn luôn. Rất ngoan. Thằng này là thằng thứ cả. Bé này. Thằng này thằng thứ ba là anh mấy đứa? 4 đứa. Ôi. Thằng thứ tư luôn. Thằng này thằng út à? Thế. 4 đứa cơ. Phải khôn. Thằng này cũng như lanh lợi khôn đấy. Mẹ dùng đũa 2 tuổi giỏi thật. Ăn nào, gắp nào, gắp cho các bác xem nào. Đấy. Tay lo lên. Tay nó lo lên thằng này. Đấy, tay khó khăn. Đấy. Rồi, thấy chưa? Chuẩn chưa? Không cần chỉnh nhá. Nhìn, công nhận đi bản ấy, nhìn cái đội bé bé này nó ăn thích lắm. Kể cả một bát cơm nguội này chan nước vào, ăn sùm sụp luôn. Nhưng ở dưới kia, còn tí nó còn vùng vằng đổ hết luôn. Trẻ con hay là như kiểu ông già này, trẻ con như là ăn cơm ở trên này, tuần chan nước lá. Nó quen đấy. Rất là ngon. Ngon, quen. Quen mới ăn được. Ngày xưa bà em cũng hay ăn kiểu đấy đấy. Cơm nguội chan nước lã. Ở cái khu nó không phải ăn cơm à? Mùa. Con nhỏ đây mà không phải ăn cơm. Sao thế nhỉ? Đi chăn trâu à? Máu trâu quá, đi chăn trâu luôn. Cả buổi luôn không về. Ok, xong rồi các anh ăn cơm nhé. Em no quá. Vâng. Bữa cơm ngon quá các bạn ạ. Sáng không sáng và bản ăn sướng thật. Ngon. Được đấy. Thôi bây giờ sang nhà Khua nghỉ tí nhỉ. Chiều anh em tiếp tục mấy giờ nhỉ? Ui bây giờ đã 1 giờ rồi cả. Chắc nghỉ một tí thôi đó. Nghỉ tí làm thôi quá. Ui mát trời ngủ ngon quá. Mọi người đâu hết rồi? Mấy anh ấy? Ngủ hết rồi. Đi ngủ trưa à? Ui em ngủ trưa thì mát quá, ngủ phát quên mất. Bây giờ tầm 2 rưỡi à? Mấy anh còn chưa về cơ. Mấy chị ở đây thôi. Vừa ra đây chưa đảo được cối nào. Nghỉ trưa xuống đội này có trẻ con nó lội vào đây. Vỡ hết cả cái ấy rồi rồi. Bếp rồi. Thì các chú lại phải sửa rồi. May trưa nay nó không mưa. Trời nó râm âm u bây giờ là hửng nắng ra tí rồi. May quá không mưa. Ừ. Khua. Trưa nay sao lại không về ăn cơm? Đi đâu ấy? Đi Trân Châu rồi. Trân Châu ấy? Mới về à? Cơm nước kìa chưa? Anh kia đâu rồi?
À, thấy ngồi xe Win đi đâu ấy? Hay là chuẩn bị lên đây? Lúc nãy không ngủ đây đâu phải không? Anh ấy ngủ nhà. Hình như sắp ngủ, sắp lên đây thì phải. Anh ấy gặp ở dưới kia. Kiếp nốt cân chỉ con nhiều thế. Vào bôi qua đi quá. Mình bôi khá là không sao đâu mà, tí nó khô đâu mà. Cái nốt mới nó chả thế. Con bằng hơn là nốt chân. Cao rồi. Chỗ thằng ấy này dày rồi sao ấy. Lấy cào ra trước em. Dày quá, mình lấy cào ra. Trời, cả tay cả chân thế này cơ. Đằng sau lấy cái cào của cô kia. Cô ơi, lấy cái cào ra. Cào cái đống của thằng này ra. Cũng mà gạt thế, cũng mà đến bao giờ. Cào cho nó mỏng bớt đi. Vừa thôi. Đấy. Cào bớt ra tận ngoài kia đi. Này, mấy cô cháu ơi, tí nữa tháo hai cái ván này hất cát gọn vào nhá. Xong đào cái mương cho nó thẳng theo cái mương này này. Thẳng theo đây ra đây, xong là thẳng ở đây thì lấp vào đây. Để mình làm cái hiên này cho nó bằng ấy, hiểu không? Đừng có nắn cái mương như này nó xấu, tí mình dỡ đi. Đúng rồi. Tức là lấp cái mương cũ này đi nhá. Lấp cái này xuống, không đào cái mới này. Thẳng ra kia. Xong chưa? Mấy đứa kia đá xong chưa? Ổn rồi đấy. Em đi khiêng cái plô xuống đây đi. Cho anh ấy này, cùng anh ấy này lắp đi. Mấy đứa kia. Cả đứa em này nữa. Một cứ vừa là em mua tải vũ nè. Một cái này sắp xong rồi. Làm tí nữa là xong rồi. Đấy, sáng thì thấy thằng mùa đi chăn dê, giờ chiều lại thấy vợ dắt một con dê, một mình một dê thì nghĩ cũng thương. Mình một dê đi chăn. Chăn một con này mới là khó, nó có đàn nó lại dễ nha. Ôi lợp thôi, không là mưa đấy, mây đen lắm rồi. Mấy người đẹp kia, nhanh. Polo. Mấy kia nó đang ăn quả gì kia? Ngon không? Để chú sang với xem bọn này nó ăn cái quả gì bên này. Bên này thì sắp xong rồi. Còn mỗi hiên bên kia thôi. Bây giờ phải cắt là nhiều đấy nhỉ. Ba. Xin chào. Đâu, quả gì kia? Không biết tên quả. Ừ. Sao ong đốt à? Sưng hết cả mắt đấy. Ong ở đây à? Hả? Đi bẫy có ong đốt. À, đi bẫy chuột á? Có được chuột nhiều không? Hả? Này thì có được, này không được. Hôm nay có được không? Hôm nay đi không được. Không được à? Được thì về bán cho chú nhá. Xem cái quả gì đấy, bọn nó trèo cái quả gì đấy nhỉ? Hay thế nhỉ? Đâu cho chú một quả xem nào, xem một quả gì mà chú chưa nhìn thấy cái cây này bao giờ. Đây là cây nào. Cho chú mấy quả nào. Hả? Ném này sao bắt được. Quả bé tí. Phải có thằng nào vào dưới. Thằng nào vào dưới đi. Đón cho chú, bẻ. Quả này quả gì ấy nhỉ? Ngon không? Nó đắng hay nó ngọt? Ngọt hay đắng? À ngọt à? Đâu? Quả này giống như kiểu quả sung ấy. Quả sung mật. Quả sung mật.
Ui có sung. Bé nhiêu quá. Mấy quả nào, quả nào có sung. Ăn ngọt lắm. Không phải là sung 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 mình ăn lá đâu, sung này. Sung kiểu gì ấy nhỉ? Đâu xem nào. Hay nhỉ? Ờ là sung thật. Sung trên rừng sao nhìn nó khác thế nhỉ? Không phải cái loại mình hay ăn, gỏi với dê về ấy kia đâu. Ăn nộm dê, nộm giếc kia đâu. Cái lá này nó có vẻ hơi cứng hơn tí. Lấy nhiều nhiều xuống đây ăn thế nào. Cho các bạn xem một cái chùm quả ương của nó nhé. Đấy. Giống hệt lá sung bình thường mình ấy. Nhưng không có quả ở thân. Chỉ có quả ở cành thôi. Cành nhỏ ấy nè. Ôi, cái quả xanh của nó đắng lắm. Nhờ. Lấy nhiều nhiều quả chín xuống ăn nhé nào. Cái này chả quả ương của nó à, đúng không? Chưa chín đúng không? Ngon nhỉ, nhìn ngon đấy. Cẩn thận nhá, thôi nhá, trèo gì mà ra xa này. Ngực sáng. Trèo lên chỉ thấy người như khỉ đen xì. Đâu xuống đây. Ây da. Đây. Đây các bạn ạ, quả chín của nó đây này. Nhìn rất là ngon nhá. Ăn ngọt lắm. Ngọt lắm, ngọt lắm, ngọt lịm luôn. Nhiều mật. Ngon thế. Này, ăn đi. Mặt thì sưng húp lên. Này ăn đi, mấy đứa ăn đi. Đi đây anh ơi. Thôi, đi. Đi quay các bạn nó bóng lên. A Thò đi đâu về đấy? A Thò, đi mua cái gì về đấy? Đông cụm nè. Con gà mà em mua cá. Thức ăn à? Về để tối ấy gì? Tối cho anh em cái gì? Đấy. Thôi chú xin cái chân máy. Chụp bên đầu đi. Đấy. Đào xong là lấp xuống cái mương cũ nhá. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Cố lên, cố lên. Đây cả một ngày hôm nay thì mấy anh em chú cháu đã làm được gần như là xong hết rồi các bạn ạ. Hiên đây là đằng sau này. Đây là trong nhà, không biết đi được chưa nhỉ? Tạm tạm, từ từ đã. Đấy, bếp thì đã lợp cơ bản rồi. Ngày mai là chắc chắn là sẽ lợp tiếp các bạn ạ. Lợp thành luôn, ngày mai là lợp với lại đóng cái vách này này. Hôm nay thì không thể kịp được, đúng một ngày là giải nền đấy. Đúng một ngày luôn. Đây, còn cái này là chưa làm được, nhưng ngày mai nhé. Cả một ngày hôm nay mình ở trong này quay đúng một video cho các bạn xem. Đấy. Gần như là cơ bản là ngon nghẻ rồi các bạn nhé. Ngày mai chắc chắn là một ngày nữa là già xong hết. Cứ tưởng là nhà nhỏ nhỏ đơn giản nhưng cũng không đơn giản thế nào đâu. Mất đúng một ngày đổ nền luôn. Nhìn đẹp, sạch sẽ, thoáng. Có nền cái nhìn là nhà nó cứng cáp mà nó thoáng lên hẳn đấy. Thôi ở đây lại mấy chị em làm tiếp tục đi. Cho nó xong đi, sắp xong rồi. Cố gắng nhé. Mua được cái gì nhiều rồi, xem là lên xem làm được cái gì rồi. Lên đường nào được kia. Ngày mai xem là bố trí giải nền, à đâu, đóng vách nhá. Đóng vách với lại làm nốt cái mái đi. Ngày mai anh không biết là có vào được không ấy. Vàng thị khua. Đóng cái này là giả. Đóng cái đầu đốc này bà. Hai đóng cái này. Đóng gì mà thô thế này. Khua. Thò đóng à. Đóng thô đấy. Cắt đẹp đẹp ra đóng.
Đấy, mấy anh em nó làm gà làm qué là tối nay là mời anh em đến ăn nền nhà mới. Mua mấy con hả Thò? Hai con. Hai con à? Thịt thiếc, thịt thiếc có mua được nhiều không? Mua được hai con cá đấy. Hai con cá, hai con gà. Thế này được rồi, mời anh em nhé. Thôi có khi anh xin phép anh về trước đây. Tối rồi. Tối xong mới đi. Ăn cơm đã. Thôi. Ăn xong rồi tối lắm, bây giờ mưa sợ ấy, nó nắng không sao, nhưng mưa này đi ẻ ẻ thì sợ lắm. Anh em làm sau nhá. Ăn cơm sau nhá. Ừ. Anh chào nhá. Ừ, về đây. Có khi ngày mai anh vào nhá, chiều mai anh vào nhá. Ừ. Đấy, có lẽ là video mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Trời, bây giờ các bạn nghe những cái tiếng ve bắt đầu nó kêu rồi đấy. Trời sắp tối rồi. Về là tối mà đường đi nguy hiểm á. Mình phải về thôi.